con gái 18 tuổi gửi bố doanh nhân, cảm ơn bố vì tất cả, bố là phần đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của con, bố kính yêu, giờ này chắc bố đang tranh thủ ngủ trên chuyến cuối bay sang Mỹ gặp đối tác dài ngày. Hôm nay là sinh nhật con tròn 18 tuổi, bố đã tìm mọi cách có được chuyến bay muộn nhất để ở lại con vui và hạnh phúc lắm ạ. Con viết thư này gửi bố trong sinh nhật tuổi 18 thật đặc biệt. Con muốn bố biết rằng con luôn tự hào về bố vì bố là ông bố tuyệt vời nhất quả đất mọi người, bố rất giỏi kiếm tiền, bố là doanh nhân thành đạt. Mọi người khen bố rất nhiều, các cô chú bên nội ngoại quý và nể bố, thỉnh thoảng con cũng thấy bố lên TV trong một số buổi nói chuyện về công việc nhưng con chưa bao giờ có suy nghĩ nhà mình giàu có cả. Có câu nói cha mẹ giàu có làm con cái hư nhưng con luôn được dạy dỗ để trở nên khiêm tốn và sống tốt hơn mỗi ngày. Đi học con mặc đồng phục, luôn ăn sáng tại nhà và gia đình chưa bao giờ có người giúp việc. Mấy bạn trong lớp con thường nói, nhà bạn giàu thế chắc phải có ô tô đưa đón hàng ngày nhỉ, nhưng các bạn không biết con ao ước có được chiếc xe đạp điện từ lâu rồi, vậy mà phải đến sinh nhật này mới được bố mua tặng. Bố nói con nên đạp xe cho khỏe mạnh, đẹp người lại bảo vệ môi trường nữa. Bố tôi là doanh nhân trừ một, ngày trước nghe hai từ doanh nhân con thấy nó thật sang và hoành tráng, bố của con cũng là doanh nhân đấy nhé mà con chưa thấy ông doanh nhân nào chân chất gần gũi như bố ý, thật ra cũng có lúc bố của con thật nghiêm khắc và đáng sợ. Con còn nhớ mãi hè năm lớp 8 bố dẫn con và em Nam đến công ty, bố nói sẽ cho hai đứa đến tham quan xem nơi làm việc của bố thế nào. Con và Nam hiếu kỳ chạy nhảy làm đổ cả nước lau sàn cô lao công đang dọn dẹp. Con nhớ con đã nói hỗn với cô lao công, cô vô duyên thế để đổ giữa lối đi, cháu ngã mà có làm sao bố đuổi việc cô cho coi. Cô ấy luống cuống đỡ con dậy, sợ sệt lau khô phần nước đang đổ lênh láng. Đúng lúc ấy, không biết bố đứng đằng sau từ lúc nào nhìn con nghiêm khắc và nói giọng tức giận. Con đã làm sai sao còn đổ lỗi cho người khác, lại còn nói hỗn với cô như vậy, mau xin lỗi cô Loan và lau khô hết chỗ nước đang chảy đi. Thật lòng hôm đó con vừa xấu hổ, còn nghĩ sẽ không nói chuyện với bố trong hẳn một tuần cơ, nhưng tối về nghe bố giải thích về lòng khiêm tốn và trách nhiệm con thực sự biết lỗi và quý trọng công việc của người khác. Bố ơi, mọi người nói bố ở công ty hết ra lửa cơ mà ở nhà lại con thấy bố siêu ấm áp, thi thoảng còn hơi xến nữa. Con vẫn nhớ biết bao lần bố đi làm về muộn vẫn vén màn hôn lên trán hay ôm hôn hai chị em con trước khi đi ngủ. Những lúc con ôn thi học kỳ tối nào bố cũng sang phòng xem con gái ngồi học có cúi sát đầu vào bàn quá không sợ con bị cận. Bố luôn khuyến khích hai chị em đọc thật nhiều, hay dẫn chúng con đến những hội chợ sách rồi dẫn hai chị em đi ăn kem. Thực sự những lúc như vậy con vui lắm vì được đi chơi. Được nói chuyện với bố, con mong bố dành cho chúng con nhiều thời gian như vậy nữa. Bố tôi là doanh nhân trừ hai, bà nội kể ngày xưa nhà ông bà nghèo lắm, nghèo nhất làng luôn. Bố lại là con cả nên thiệt thòi đủ điều, học chưa hết lớp 2 đã phải nghỉ học trông em, ra đồng giúp ông bà đồng áng. Bà kể bố lớp 2 đã biết đi cấy, lớp 4 đi đội lúa mà bó lúa cũng to như người thường. Bằng tuổi con bây giờ bố đi bộ đội rồi sang Lào làm xẻ cư nhiều năm ốm sốt, bệnh tật suýt chế không biết bao nhiêu lần. Bố ơi, viết đến đây con thương bố lắm. Để có được như ngày hôm nay bố của con đã chịu khổ rất nhiều. Đã bao lần con tiễn bố ra sân bay đi công tác, nhìn dáng đi khuất vào sân bay con không sao ngăn được mình rơi nước mắt. Mỗi lần bố đi xa như vậy con rất nhớ và thương bố lắm bố ạ. Người ta lo sợ nhiều tiền sẽ làm con người hư, mải mê kiếm tiền sẽ khiến doanh nhân phải đánh đổi hạnh phúc không có thời gian cho con cái, nhưng nhìn vào tấm gương sống của bố, con đã hiểu rằng thứ khiến người ta lo sợ chính là bởi họ chưa biết giá trị đích thực của cuộc sống là gì. Bố đã dạy con điều quan trọng nhất chính là chân lý sống, là sự trân trọng dành cho gia đình của mình và mục tiêu kiếm tiền đúng đắn. Bố tôi là doanh nhân trừ ba, bố luôn để con biết rằng với bố, mẹ và hai chị em con là tất cả. Bố làm tất cả, bố vất vả một đời cũng vì chúng con, vì gia đình mình, nhìn vào tấm gương của bố con biết mình nên làm gì để xứng đáng với cuộc sống bố đã dành cho. Bố dạy con biết rằng trên đời này không có gì thiêng liêng hơn hai tiếng gia đình, hôm nay trước khi thổi nến bố hỏi con rằng, con muốn lớn lên sẽ làm nghề gì? Con trả lời, con muốn trở thành doanh nhân, con muốn được như bố. Bố nhìn con xúc động, con muốn thành lập một doanh nghiệp ư? Con có biết là sẽ rất vất vả và khổ cực chứ, nhất là với phụ nữ. Nhưng bố ơi, đây là những gì con muốn làm, doanh nghiệp của con có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người, giúp đỡ được nhiều người có cuộc sống tốt hơn.
con muốn làm được những việc như bố. Bố ôm ghì con vào lòng, hình như lúc ấy bố khóc. Hai tiếng doanh nhân rất ý nghĩa với cuộc đời bố và nó đang dần thấm chảy vào con người con với bao ước mơ bay nhảy. Nó sẽ tô màu cho tuổi trẻ của con, thanh xuân đẹp đẽ của con sẽ luôn có bố. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.